Hello, xin chào các bạn. Live Spa đây. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục chia sẻ với các bạn sâu hơn về cái máy chẩn đoán cái ắc quy này còn khỏe hay là sắp bị hư nha các bạn. Thì cái này hôm trước mình đã làm một video rồi, thì hôm nay mình tiếp tục làm một cái video nữa để hướng dẫn chi tiết hơn cho các bạn nào chưa có nắm thì biết ha. Thì đây là cái chiếc xe Mitsubishi Astra. Thì chiếc này là năm nhiêu anh? 2020 các bạn. Thì ở đây là có một cái bình ắc quy. Bình ắc quy này là bình ắc quy nước nha các bạn. Bình ắc quy nước nè. Nhưng mà đồ này mình nghĩ chắc lù xèn á, tại vì là nó xài những cái chuẩn là có tiếng Nhật đàng hoàng nè, và nó có cái chỉ số CCA. Đó. CCA là cái gì? CCA là Cold Cranking Amp. Tức là cái khả năng mà khởi động xe khi mà điều kiện là trời lạnh đó các bạn. Thì ở đây nó có chỉ số là 356A. Rồi, dựa vào cái con số đó để mình kiểm tra cái tình trạng của bình ắc quy nha các bạn. Đây, battery test các bạn ha. Vào mục đó. Ở đây là bình nước, mình sẽ chọn số 1 các bạn. Rồi, ở đây mình có thông số CCA, mình sẽ chọn thông số CCA. Rồi, ở đây là 356, mình chọn ở đây là 355. Thôi thì mình cho luôn, tăng một nấc nữa đi. 360A luôn, để mình thử nha. Rồi, đang test các bạn. Ok, bình rất là tốt. Healthy, tức là sức khỏe là lúc này là 100%. Tình trạng sạc là bình đã được nạp là 98% các bạn. Và chỉ số CCA nó đo được là 480. Đó. Cái nội trở rất là nhỏ nha, là 6.22, là bình rất là tốt các bạn. Rồi, cái chuẩn so sánh là 360A. Và đây máy nó báo là good battery, bình rất là tốt và hiện lên màu xanh các bạn ha. Bây giờ mình sẽ thử cái khả năng cái máy nữa là cái khả năng là đề nổ, xem là cái bình này khả năng đề nổ nó có tốt hay không nha các bạn. Rồi, lúc này máy nó bắt đầu nó báo là hãy khởi động động cơ. Rồi anh khởi động máy nha. Ok. Rồi, máy nó đã phát hiện ra dòng tua máy và nó đang thử. Thời gian là 533 mili giây. Và cái khả năng đề là bình thường. Và khi mà đo là dòng nó sụt xuống là áp nó sụt xuống là 11.52V các bạn. Bây giờ mình tiếp tục mình thử một cái thông số nữa. Rồi bây giờ mình sẽ thử là cái khả năng cái sạc xe còn tốt hay không nha các bạn. Là mục số 3. Rồi máy nó đang test các bạn. Rồi, nó đang tải thử. Bây giờ máy nó yêu cầu là đưa cái dòng tua máy lên 2.500 vòng trên phút và giữ trong vòng 5 giây. Anh đạp dòng tua máy lên 2.500 đi. Rồi, được rồi. Ok, lúc này thì nó đo được là khi mà tải là 13.64V và không tải là 13.87V. Như vậy là kết luận là sạc này bình thường các bạn. Rồi, thì đây là cái video ngắn để hướng dẫn cho các bạn là về cái máy đo, cái máy kiểm tra cái tình trạng sức khỏe của bình ắc quy nha các bạn. Rồi, các bạn thấy hay thì đừng quên là nhấn like, share, subscribe nha. Xin chào.